안녕하세요. 신 chào tất cả các bạn. Chúng ta ngày hôm nay lại gặp nhau và sẽ học buổi học thứ hai. Xin lỗi các bạn, buổi học thứ ba của tuần đầu tiên trong cái môn học Chogup Hanguk-geo Munpeop I, tức là môn học ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 2. Thế và buổi ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu một số các cái cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Hàn. Chúng sẽ được sử dụng như thế nào và qua những cái ví dụ cụ thể thì các bạn có thể hiểu rõ cái cách sử dụng của những cái cấu trúc này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái cấu trúc ngữ pháp đầu tiên, đó là cấu trúc Asumien Hata hay là Asumien hay là Yosumien Hata. Cái cấu trúc này là sự kết hợp của hai cái cấu trúc ngữ pháp, đó là asumien momo umien, tức là nếu, và thêm ở đằng sau cái đuôi của nó là hata. Thế và cái cấu trúc này thì nó có cái vai trò là khi chúng ta muốn đề nghị hay là muốn đề nghị hay là muốn yêu cầu ai đó làm cho chúng ta một cái việc gì đó hay là thực hiện một cái việc gì đó thì chúng ta có thể sử dụng cái cấu trúc này, và nó sẽ mang cái sắc thái là lịch sự nhã nhặn hơn so với cái cấu trúc ví dụ như là momo haseyo hay là momo hechuseyo. Momo haseyo hay là hechuseyo thì chúng ta đề nghị họ là hãy làm cho tôi cái này, hãy làm cho tôi việc này. Thế nhưng đây thì trong cái cấu trúc này thì chúng ta có thể dịch là nếu có thể thì hãy làm cho tôi việc này, hay là nếu có thể được thì hãy làm việc này chẳng hạn, thì nó sẽ nhã nhặn và lịch sự hơn. Thế và theo như chúng ta đã học ở nhiều cấu trúc khác và các bạn chắc cũng đã biết, thì asumien, asumien hay là yosumien nó sẽ được biến đổi tùy thuộc vào cái đuôi cuối cùng của cái động từ mà nó sẽ kết hợp. Nếu mà động từ đó kết thúc là nguyên âm A thì nó sẽ là asumien. Thế còn khi nó là các cái nguyên âm khác, ví dụ như là ơ hay là u, thì nó sẽ là yosumien. Và nếu như cái nguyên âm đó là i thì nó sẽ là yosumien hata. Thế và bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái ví dụ cụ thể để các bạn có thể hình dung rõ hơn. Trước tiên thì chúng ta sẽ đọc ví dụ này nhé. Và các bạn đọc cùng tôi luôn nhé. 계속 일을 할 수 있어요? 계속 일은 할 수 있어요? 좀 쉬었으면 합니다. 좀 쉬었으면 합니다. 계속 일을 할 수 있어요? Có thể dịch là gì nhỉ? Câu này rất là dễ, không có từ mới đúng không? 계속 là gì? 계속 là tiếp tục. Tiếp tục. 일을 할 수 있어요? Chúng ta có thể tiếp tục làm được không? Chúng ta có thể tiếp tục làm cái việc này được không? 좀 쉬었으면 합니다. Là gì nhỉ? Nếu có thể nghỉ được một chút thì tốt. Nếu có thể nghỉ được một chút thì tốt đúng không? Tuy là không có cái từ 좋겠습니다 ở đây, nhưng mà chúng ta có thể hiểu là như vậy. Nếu như mà có thể nghỉ được một chút thì tốt, hoặc là ở trên cùng một cái cấu trúc này nhưng chúng ta thêm vào cái từ 좋겠습니다 cũng được. 좀 쉬었으면 좋겠습니다 cũng được. Ví dụ thứ hai, các bạn đọc cùng tôi nhé. 뭐 때문에 그렇게 고민하세요? 뭐 때문에 그렇게 고민하세요? 그렇게. 말 đọc lại 그렇게. 그렇게. 이 문제는 너무 복잡해서 좀 도와주셨으면 합니다. 이 문제는 너무 복잡해서 좀 도와주셨으면 합니다. 도와주셨으면. 도와주셨으면. 그래서 câu đầu tiên, câu hỏi là gì nhở? 뭐 때문에 그렇게 고민하세요? 고민하다 là gì? 고민하다 có thể là phân vân hay là đang suy nghĩ, đang đắn đo một cái việc gì đó, thì chúng ta dùng cái từ 고민하다. 뭐 때문에 그렇게 고민하세요? Vì cái gì mà bạn lại có vẻ suy nghĩ như vậy, bạn có vẻ đắn đo như vậy? 이 문제는 너무 복잡해서. 이 문제, 문제 là gì nhỉ? 문제 là những cái vấn đề. Vấn đề, 이 문제 là vấn đề này. Vấn đề này quá phức tạp. 복잡하다 là phức tạp. Các bạn thấy 복잡하다 nghe cái âm nó
cũng hơi giống tiếng Việt của chúng ta đúng không? Đây là một từ có nguồn gốc từ chữ Hán, Hán Hàn. Vấn đề này quá phức tạp, thế cho nên là 좀 도와주셨으면 합니다. À, nếu có thể thì hãy giúp đỡ tôi. 도와주세요, 도와주셨으면 합니다. Chúng ta chuyển sang ví dụ thứ 3. Bạn đọc cùng tôi nhé. 나중에 무엇이 되고 싶어요? 나중에 무엇이 되고 싶어요? 저는 의사가 되었으면 합니다. 저는 의사가 되었으면 합니다. 그래서 나중에 là gì nhỉ? 나중에 là về sau. Sau này. Sau này. Sau này thì bạn muốn trở thành cái gì? Bạn muốn muốn làm việc gì? Ở câu này có nghĩa là bạn muốn trở thành gì hay là bạn muốn làm nghề gì đó? 저는 의사가 되었으면 합니다. 의사 là gì nhỉ? 의사 là bác sĩ. Bác sĩ. Bác sĩ. Cùng một cái ví dụ như thế này, nếu như các bạn có thể thay cái từ 의사 bằng một nhiều những cái từ nghề nghiệp khác. Ví dụ như là luật sư chẳng hạn, luật sư là gì nhỉ? 변호사. 변호사. 저는 변호사가 되었으면 합니다. 그죠? 변호사가 되었으면 합니다. Đây là hai cái nghề có thể nói là nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Hay là ví dụ như là trở thành cô giáo chẳng hạn, thầy giáo chẳng hạn là gì nhỉ? 저는 선생님 선생님이 선생님이 되었으면 합니다. 그죠? 선생님이 되었으면 합니다. Hay là muốn trở thành kỹ sư chẳng hạn. Kỹ sư là gì nhỉ? 기사. 저는 기사가 되었으면 합니다. 그죠? Ví dụ tiếp theo. 뭐 먹고 싶어요? 뭐 먹고 싶어요? 따뜻한 것을 먹었으면 해요. 따뜻한 것을 먹었으면 해요. 그죠? 뭐 먹고 싶어요? Câu này thì rất là đơn giản rồi đúng không các bạn? Bạn muốn ăn gì? 따뜻한 것을 먹었으면 해요. 따뜻하다 là gì nhỉ? Là nóng. Ấm. 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 Thế còn nóng là tư cấp tà. Tư cấp tà. Tư cấp tà. 따뜻한 것을 먹었으면 해요. Nếu mà ăn một cái gì đó nóng thì tốt. Ví dụ cuối cùng. 날씨가 덥네요. 날씨가 덥네요. 그래요. 시원한 것을 마셨으면 해요. 그래요. 시원한 것은 마심 마셨으면 마셨으면 해요. 마셨으면 마셨으면 해요. 마시다 là uống đúng không các bạn? 마시다. Trời nóng quá. Và câu trả lời là đúng vậy. 시원하다 là gì nhỉ? Mát mẻ, mát mẻ hay là dễ chịu. Nếu mà được uống một cái gì đó mát thì tốt. Đó là toàn bộ những cái ví dụ trong cái cấu trúc này. Nếu có thể được thì làm việc gì đó. Bây giờ bạn có thể đặt cho tôi một ví dụ không? Một ví dụ mà áp dụng cái cấu trúc cụ pháp này. 한국말은 공부 잘 했으면 해요. đúng rồi. 한국말을 잘 공부했으면 해요. Nếu mà học được tiếng Hàn, Hàn Quốc tốt thì tốt đúng không? Nếu mà được thì hãy học tiếng Hàn Quốc tốt. Chúng ta chuyển sang một cái cấu trúc tiếp theo. Cũng là như ban nãy như lúc đầu tôi đã nói với các bạn là cùng một cái cấu trúc này, thế nhưng chúng ta có thể thay được cái đuôi là mùa mùa assumien assumien choketta hay là mùa mùa umien choketta nếu mà như thế này thì tốt. Thế và khi mà chủ ngữ là câu là ngôi thứ nhất thì chúng ta người ta thường là sử dụng cái cấu trúc này, tức là mùa umien choketta. Chúng ta sẽ đi vào một số những cái ví dụ. Mời bạn đọc theo tôi nhé. 여름 방학에 무슨 계획이 있어요? 여름 방학에 무슨 계획이 있어요? 많이 여행 갔으면 좋겠어요. 많이 여행 갔으면 좋겠어요. 그래서 여름 방학 là gì nhỉ? Là cái kỳ nghỉ mùa hè. Kỳ nghỉ hè. Và kỳ nghỉ đông là? Là 겨울 방학. Đúng rồi. 겨울 방학. 겨울. 겨울. Thế còn 겨울 là gì?
Kyo là cái gương. À, kyo. Tức là nó chỉ khác nhau một chữ ơ và một chữ yơ thôi. Kyo là gương. Thế còn kyo là mùa đông. Các bạn phải chú ý phát âm cho tốt để nó không bị sai nghĩa đi. Kyo bằng hắc. Vào kỳ nghỉ hè này thì bạn có kế hoạch gì không? 무슨 계획이 있어요? Và câu trả lời là 많이 여행 갔으면 좋겠어요. Bởi vì đây là chủ ngữ thứ nhất, đó là câu trả lời của tôi. Thế cho nên là chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc là 으면 좋겠다. 많이 여행 갔으면 là gì nhỉ? Nếu mà được đi du lịch nhiều, được đi du lịch nhiều thì tốt, đúng không? 졸업한 후에 취직할 거예요? 졸업한 후에 취직하는 거예요? Đúng rồi. 졸업하다 là gì nhỉ? Tốt nghiệp. Tốt nghiệp. 졸업한 후에 là sau khi tốt nghiệp. 취직하다 là việc làm. Xin việc làm. Sau khi tốt nghiệp thì bạn sẽ đi xin việc làm, đúng không? Khi đọc từ 취직하다 thì các bạn nên chú ý là cái từ 취 là nó là cái âm triệt, tức là âm bật hơi. Chúng ta phải đọc để bật hơi được ra. 취직하다. 취직하다. Đúng rồi. 유학 갔으면 좋겠어요. 유학 갔으면 좋겠어요. Câu trả lời là gì nhỉ? 유학 갔다 là gì? Là đi du học. Nếu mà được đi du học thì tốt. Thì sẽ rất tốt. Đúng rồi. Ví dụ tiếp theo. 지금 뭐 할까요? 지금 뭐 할까요? 잠을 잤으면 좋겠어요. 잠을 잤으면 좋겠어요. 잠을 잤으면 좋겠어요. 지금 뭐 할까요? 뭐 뭐 할까요? Cấu trúc này chúng ta cũng đã học rồi. Là gì nhỉ? Khi muốn đề nghị hay là muốn rủ ai đó làm một việc gì đó. À bây giờ thì làm gì nhỉ? Và 잠을 잤으면 좋겠어요. Nếu mà được ngủ thì tốt. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái cấu trúc tiếp theo. Đây là a ơ chi đà, a ơ hay là yơ chi đà. Cái trợ động từ này nó sẽ được thêm vào sau tính từ để biến đổi cái tính từ thành động từ biểu thị cái quá trình thay đổi của một trạng thái hay là một tính chất nào đó. Ví dụ như là trong tiếng Việt của chúng ta ấy, thì không dịch rõ những cái trường hợp như thế này, mà chúng ta vẫn cứ dịch ví dụ như là như trong ví dụ ở đây thì là ấm thì chúng ta cũng vẫn dịch là như vậy thôi, nhưng mà tiếng Hàn ấy thì nó có cái sự phân biệt khá là rõ ràng. Cái từ ta tức ha tà là ấm, thế và ta tức he chi đà tức là trở nên ấm. Chúng ta sẽ đi vào những cái ví dụ cụ thể, các bạn đọc cùng tôi nhé. 겨울인데 날씨가 왜 이렇게 덥죠? 겨울인데 날씨가 왜 이렇게 덥죠? 겨울인데. Bởi vì là cái từ 겨울 nó có받침 là liền, mà đằng sau nó lại là cái cấu trúc 뭐뭐 인데, thì cái liền này nó sẽ được luyến lên cái 인데 đó, thì chúng ta sẽ đọc là 겨울인데. 날씨가 왜 이렇게 덥죠? Mùa đông, thế nhưng mà tại sao thời tiết lại nóng như thế này nhỉ? 이렇게 là như thế này, đúng không? 네, 갑자기 많이 따뜻해졌네요. 네, 갑자기 많이 따뜻해졌네요. 해졌네요. 해졌네요. 그러니까 갑자기 là gì nhỉ? Đột nhiên. Đột nhiên. Tự nhiên, đột nhiên, bỗng nhiên. À vâng, đột nhiên thời tiết lại trở nên ấm áp, đúng không? Hàn ni thế tất thế triệt này không? Thời tiết trở nên ấm áp. Vì là cái tính từ nguyên dạng của nó là ta tất ha tà. Thế và thêm cái cấu trúc là a ơ chi tà vào thì nó sẽ biến đổi thành ta tất he chi tà. Ví dụ thứ hai. 그 사람은 성격이 많이 달라졌네요. 그 사람은 성격이 많이 달라졌네요. 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 그래서 cái từ 달라지다 này thì từ nguyên dạng của nó, cái từ khác ấy là 다르다. 다르다. 다르다.
Haruta. Thế nhưng mà bởi vì cái từ cái đuôi rư này nó có cái biến đổi Pungkyujik, tức là biến đổi bất quy tắc, thì nó sẽ biến thành thalayo. Nếu như không có cái cấu trúc aojida này thì nó sẽ là thalayo. Thế nhưng mà đây kết hợp với cả aojida thì cho nên nó đã trở thành thalachetneo. Bạn đọc luôn nhá. 네, 가족에 무슨 일이 있을 것 같아요. 네, 가족에 무슨 일이 있을 것 같아요. Đúng rồi. 그 사람이 성격이 많이 달라졌네요. Chúng ta dịch là gì nhỉ? 성격 là gì bạn? 성격 là tính cách. Tính cách. Tính cách của người đó đã thay đổi rất nhiều. Đã thay đổi rất nhiều, đã khác đi rất là nhiều, đã trở nên khác đi rất nhiều. 네, 가족에 무슨 일이 있을 것 같아요. 가족 là gì? Là gia đình. Gia đình. Ở gia đình thì 무슨 일이 있을 것 같아요 là gì nhỉ? Có một cái chuyện. Dường như là có một cái chuyện gì đó, có một việc gì đó trong gia đình. Chúng ta sẽ sang cái ví dụ tiếp theo. Bạn đọc cùng tôi nhé. 취직했으니까 생활이 어때요? 취직했으니까 생활이 어때요? 어때요? 많이 바빴습니다. 많이 바빴습니다. 그죠? 취직했으니까 생활이 어때요? 생활 là gì bạn nhỉ? 생활 là sinh hoạt. Sinh hoạt hay là cuộc sống? Cuộc sống. Vì đã xin được việc làm rồi, vì đã đi làm rồi thì cuộc sống của bạn như thế nào? 많이 바빴습니다. 뭐냐? 바쁘다 đúng không? Thì nguyên dạng của nó là 바쁘다. Là tôi đã trở nên bận hơn. Bởi trở nên bận nhiều hơn. 바쁘다. Từ đối nghĩa với 바쁘다 là gì nhỉ? Từ đối nghĩa với 바쁘다 rỗi rãi là 한가하다. 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 Chúng ta đọc sang ví dụ tiếp theo. 한국어 발음이 많이 좋아졌군요. 한국어 발음이 많이 좋아졌군요. 그래서 한국 사람과 자주 얘기해서 좋아졌습니다. 한국 사람과 자주 이야기해서 좋아졌습니다. 그래서 한국어 발음이 많이 좋아졌군요. 라지냐? 발음. 발음 누가? 발음. Phát âm tiếng Hàn của bạn đã trở nên tốt hơn nhiều. Tốt hơn nhiều. 한국 사람과 자주 얘기해서 좋아졌습니다. 자주 là gì bạn? 자주 là thường xuyên. Thường xuyên. 한국 사람과 자주 얘기해서 vì thường xuyên nói chuyện với người Hàn Quốc. Thế cho nên là đã phát âm của tôi đã trở nên tốt hơn. 요즘에 몸이 좀 어떠세요? 요즘에 몸이 좀 어떠세요? 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 많이 나았어요. 많이 나았어요. 많이 나았어요. 많이 나았어요. 요즘에 là gì nhỉ? 요즘 là trong một khoảng thời gian. Dạo này. Dạo này. Dạo này hay là gần đây? Gần đây. 몸이 좀 어떠세요? 몸 là 몸이 là cơ thể. Dạo này bạn thấy trong người như thế nào? Chúng ta có thể dịch theo tiếng Việt là như vậy. 많이 나았어요 là người tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi, đã tốt hơn rất nhiều. Bạn có thể lấy một ví dụ với cái cấu trúc này không? 지금 한국 생활이 익숙하셨어요. 아, đúng rồi. 지금 한국 생활에 많이 익숙해졌습니다. 해졌어요. 익숙하다. Có nghĩa là quen, thích ứng. Chúng ta có thể dịch là như vậy. 익숙하다 là đã quen, làm quen. Tôi đã quen với cái cuộc sống ở Hàn Quốc. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái trường hợp tiếp theo. Đó là mùa mùa na hay là y na. Đây có thể nói đây là một cái tiểu từ mà đứng sau danh từ. Và có cái nghĩa là hay là hoặc đó. Thế và các bạn nhớ là cái na hay là ina này luôn luôn đi với danh từ
chứ nó không đi với động từ. Động từ thì chúng ta sẽ phải dùng một cái từ khác, đó là kona. Kona. Và na thì khi nào dùng vậy? Khi nào thì dùng ina nhỉ? Nếu như đứng trước nó là một danh từ kết thúc bằng một nguyên âm thì nó sẽ kết hợp thẳng với na. Thế còn nếu như cái danh từ đứng trước nó kết thúc bằng một phụ âm thì nó sẽ kết hợp với ina. Chúng ta sẽ đi vào những cái ví dụ cụ thể nhé. Bạn nào cùng tôi. 시간이 많이 남았는데 쇼핑이나 할까요? 시간이 많이 남았는데 쇼핑이나 할까요? 쇼핑이나 할까요? 쇼핑이나 할까요? 네, 좋죠. 네, 좋죠. 시간이 많이 남았는데 남다 là gì nhỉ? Còn 시간이 많이 남았는데 thời gian còn rất là nhiều. 쇼핑이나 할까요? Chúng ta đi shopping, shopping nhé. Thế nhưng mà đây là cái ina này ở đây thì là chúng ta có thể dịch là hay là chúng ta đi shopping đi. Khi mà rủ ai đó làm một cái việc gì bất kỳ mà nó chưa được định trước thì chúng ta có thể dùng cái ina vào đây. Nghe chột chiêu. À, thế thì hay quá. Dùng vậy. Chúng ta sang ví dụ tiếp theo. 친구를 만나서 뭐 해요? 친구를 만나서 뭘 해요? 같이 식사하고 영화나 보려고 합니다. 같이 식사하고 영화나 보려고 합니다. 그럼 친구를 만나서 뭐 해요? ví dụ rất là dễ đúng không? Các bạn dịch đi. 친구를 만나서 뭐 해요? Là gì khi gặp bạn thì gặp bạn gì? Rồi thì bạn sẽ làm gì? Làm gì? 같이 식사하고 영화나 보려고 합니다. Sẽ cùng ăn và xem hoặc là xem. Đúng rồi, sẽ cùng ăn và hoặc là xem phim chẳng hạn, xong sau đó xem phim chẳng hạn. 식사하고 tức là sau khi ăn thì chúng tôi sẽ đi xem phim chẳng hạn. 주말에 심심한데 등산이나 갈까요? 주말에 심심한데 등산이나 갈까요? 네, 어느 산에 가는데요? 네, 어느 산에 가는데요? 그래서 주말날이냐? 주말날 cuối tuần. Cuối tuần. Cái chu là tuần, còn mal là cuối. Thế và chúng ta có thể ghép những cái từ mal này với cuối tháng hay là cuối năm chẳng hạn. Thì cuối tháng là gì nhỉ bạn? Cuối tháng có thể đặt là Wulman. 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 Thế còn cuối năm? Cuối năm là Iman. Thường ví dụ như chúng ta nói là cuối năm nay chẳng hạn, chúng ta là Oreman. 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 Tôi sẽ ghi ở đây. Chúng ta đọc là Ore, thế nhưng viết thì là gì nhỉ? Olhe. Olhe. Bởi vì hiệt là âm vô thanh, thế cho nên khi đọc chúng ta sẽ phải luyến cái liền lên. Ore mà là cuối năm. Cuối năm nay. 주말에 심심한데 등산이나 갈까요? 심심하다 là gì nhỉ? Là buồn mà không có việc gì làm. Đúng rồi, khi mà không có việc gì làm thì chúng ta dùng cái từ này. 등산이나 갈까요? 등산 là leo núi đúng không? 네, 어느 산에 가는데요? Vâng, thế nhưng mà chúng ta sẽ đi núi nào bây giờ? 어느 산에 가는데요? Chúng ta sang ví dụ tiếp theo. Cũng là cái tiểu từ na hay là ina này, thế nhưng khi nó đứng giữa hai danh từ trong một câu thì nó sẽ biểu thị cái ý nghĩa là chúng ta trong câu hỏi đó chúng ta sẽ phải lựa chọn một trong hai cái danh từ đó, là chúng ta có thể dịch là hoặc hay là hay. Bạn đọc cùng tôi nhé. 커피나 차를 드시겠습니까? 커피나 차를 드시겠습니까? 커피를 주세요. 커피를 주세요. 커피나 차를 드시겠습니까? là gì nhỉ? Bạn uống trà hay là cà phê? 커피를 주세요. Xin hãy cho tôi cà phê.
Tư si kết sumika là một câu hỏi ở dạng rất là kính trọng đúng không? Nếu như các bạn đổi thành cái động từ uống bình thường thôi thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Coffee na, chà를 마실래요? 마실래요? Đúng không? Thậm chí là trong tiếng Hàn người ta có thể dùng lẫn cả cái từ ăn vào đây cũng được, tức là mộc tà. 커피나 차를 먹을래요? Có thể nói như thế cũng được, người ta cũng vẫn dùng như thế. Ví dụ tiếp theo. 오늘 뭐 먹을까요? 오늘 뭐 먹을까요? 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 냉면이나 국수를 먹읍시다. 냉면이나 국수를 먹읍시다. 오늘 뭐 먹을까요? 라. 아, hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ? 냉면이나 국수를 먹읍시다. 냉면. 냉면 là một cái món miến lạnh. Mà như các bạn thấy ở dưới tranh ấy thì là cái bức tranh đầu tiên. Là 냉면. Ở đây ở trong ảnh ấy thì có cái món này nó còn gọi một cái tên khác nữa là 비빔 냉면, tức là miến lạnh, thế nhưng mà là miến trộn ấy nhưng mà không có nước, còn có một cái nhanh miên nữa mà có nước dùng ấy thì người ta gọi là mul nhanh miên. Thế và bên cạnh là món cúc su. Cúc su là mì, là một cái là loại mì, có rất nhiều loại mì của Hàn Quốc, thế nhưng mà chung có một cái tên gọi chung đó là cúc su. Nhanh miên nina cúc su rưu một cực xì tạ. Chúng ta hãy ăn miến lạnh hoặc là mì. Mì ở đây không phải là mì tôm các bạn, mà là mì làm bằng bột mì. Còn nếu mà là mì tôm thì sẽ có một cái từ khác là gì nhỉ? Ramen. Ramen. Ví dụ tiếp theo. 이 말은 무슨 뜻이죠? 이 말은 무슨 뜻이죠? 무슨 뜻이죠? 무슨 뜻이죠? 몰라요. 몰라요. 사전이나 인터넷을 찾아보세요. 사전이나 인터넷을 찾아보세요. 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 이 말을 무슨 뜻이죠? 라디냐? 이 말, 말. 거 nghĩa là gì? Là nói. Lời. Lời, lời hay là cái từ này có thể dịch là từ này hay là cái lời này đấy. 무슨 뜻이죠? Là có nghĩa, nghĩa là gì nhỉ? Tức có nghĩa là ý nghĩa. Ý nghĩa. 몰라요. À, tôi cũng không biết. 사전이나 인터넷을 찾아보세요. 사전 là từ điển. Hay là hãy thử tìm ở từ điển. Hay là internet. 찾아보세요. 찾다. Động từ nguyên dạng của nó là 찾다. Đúng không? Hãy thử tìm. 찾아보세요. Chúng ta sang một cấu trúc tiếp theo đó là 뭐뭐 기로하다. 뭐뭐 기로하다. Đây là cái cấu trúc mà sẽ đứng đằng sau thân động từ để thể hiện sự thống nhất ý kiến khi mà đã quyết định làm một cái việc gì đó. Bạn đọc cùng tôi nhé. 일이 끝났어요. 일이 끝났어요. 우리는 내일 하기로 했습니다. 우리는 내일 하기로 했습니다. 일이 끝났어요 là gì nhỉ? Là công việc đã kết thúc chưa? Việc đã kết thúc chưa? 우리는 내일 하기로 했습니다. Chúng tôi đã quyết định sẽ làm vào ngày mai, đúng không? 내일 là ngày mai. Thế còn 내일 ngày kia là gì nhỉ? 모레. 모레. 내일 모레. Chúng ta sang một ví dụ tiếp theo. 두 사람은 언제 결혼할 거예요? 두 사람은 언제 결혼할 거예요? 결혼할 거예요? 결혼할 거예요? 우리는 내년 초에 결혼하기로 했습니다. 우리는 내년 초에 결혼하기로 했습니다. 우리는 내년 초에 결혼하기로 했습니다. 우리는 내년 초에 결혼하시기로 하기로 했습니다.
두 사람은 언제 결혼할 거예요? 라 gì nhỉ? Là hai người khi hay là nào hai bạn sẽ kết hôn? Đúng rồi, khi nào thì sẽ kết hôn? Mùa mùa hal geoyeo sẽ một cái cấu trúc thể hiện thời tương lai. 우리는 내년 초에 결혼하기로 했습니다. 내년 초에, 내년 là gì nhỉ? Là năm tới. Sang năm. 초 là đầu sang năm. Trái năm nghĩa năm với từ mal ban nãy mà chúng ta đã học. Như vậy là cái từ riêng, cái từ mal nó có rất là nhiều nghĩa đúng không các bạn? Mal là thứ nhất là lời nói này, thứ hai là cuối này, và thứ ba nữa nó có một nghĩa nữa, đó là con ngựa. Danh từ mal có nghĩa là con ngựa. 내년 초에 결혼하기로 했습니다. Chúng tôi đã quyết định kết hôn vào đầu sang năm. Chúng ta chuyển sang một ví dụ tiếp theo nữa. Bạn nào cùng tôi nhé. 왜 아직 안 나가요? 왜 아직 안 나가요? 약속은 다음 주에 미루기로 했습니다. 약속은 다음 주에 미루기로 했습니다. 미루기로. 미루기로 했습니다. 미루기로 했습니다. 왜 아직 안 나가요? 라 gì nhỉ? Nó tại sao? Tại sao vẫn chưa vẫn đi? Chưa đi. Vẫn chưa đi ra ngoài. 아직 là vẫn chưa. 약속은 다음 주에 미루기로 했습니다. 약속 là gì? Là hẹn. Có cuộc hẹn. 다음 주에 là tuần tới. Tuần tới. 미루다. 미루다 có nghĩa là lùi lại. Tôi đã quyết định lùi hẹn lại vào tuần sau. 왜 휴학하기로 했어요? 왜 휴학하기로 했어요? 휴학하다. 휴학하다. 군대 가기로 했기 때문입니다. 군대 가기로 했기 때문입니다. 군대 가기로 했기 때문입니다. 군대 가기로 했기 때문입니다. 휴학하다 là gì nhỉ? 휴학하다 có nghĩa là trong tiếng Việt của chúng ta gọi là bảo lưu, tức là nghỉ học giữa chừng. Khi mà chúng ta học một hai kỳ chúng ta có việc gì đó, và như là người Hàn Quốc ấy, thì thường con trai là khi mà họ vào đại học khoảng được 1-2 năm đầu thì bảo lưu lại và đi bộ đội, thế xong sau đó quay lại học tiếp, thì cái từ đó gọi là hiuhakata. Tại sao lại quyết định hiuhak, tại sao lại quyết định nghỉ học? 군대 가기로 했기 때문입니다. 군대 là quân đội. Quân đội, đây cũng là một cái từ tiếng Hán, từ xuất phát từ tiếng Hán. Cả 휴학하다 cũng xuất phát từ tiếng Hán. Thế và 군대 가기로 했기 때문입니다. Ở đây có sự kết hợp của hai cấu trúc mùa mùa 기로하다 và mùa mùa 기 때문입니다. Thường thì cái mùa mùa 기 때문에 đặt ở giữa câu đúng không các bạn? Thế nhưng trong trường hợp này nó lại nằm ở cuối câu, thế cho nên nó kết hợp với cả 이다 nữa là mùa mùa 기 때문입니다. Ví dụ cuối cùng của cái cấu trúc này. 한국어를 배우기로 했어요. 한국어를 배우기로 했어요. 네, 한국에 유학 가고 싶어서요. 네, 한국에 유학하고 싶어서요. 한국에 유학 가고 싶어서요. 한국에 유학 가고 싶어서요. 아, các bạn lưu ý khi mà đọc thì chúng ta phải đọc cho chính xác một chút. 휴학하다 và 유학하다. Nó chỉ khác nhau một cái chữ hiệt thôi, ở đầu thôi. 휴학 là bảo lưu, nghỉ học. Thế và 유학 là đi du học. 한국어를 배우기로 했어요. Bạn đã quyết định học tiếng Hàn Quốc à? 네, 한국에 유학 가고 싶어서요. Bởi vì là tôi muốn đi du học Hàn Quốc, đúng không? Cùng là cái từ bởi vì, thế nhưng ở đây chúng ta thấy là đã có hai xuất hiện hai cái cấu trúc vì mà đứng ở cuối câu là 모모 기 때문이다 và 모모 아서.
và một đằng là kết hợp với imnita, và ở dưới thì tôi đã kết hợp với momo aoseyo, tức là momo yuhak hako shipeoseyo. Đấy cũng tức là cùng một cái nghĩa, và chúng ta hai cái trường hợp này chúng ta có thể sử dụng đổi cho nhau cũng không có vấn đề gì cả. Nó cùng có nghĩa là vì và đứng ở vị trí cuối câu. Bây giờ bạn có thể đặt cho tôi một ví dụ với momo kirohata. Ipan hake johen hakiro hetsumnida. Ipan hake johen hakiro hetsumnida. Vào kỳ nghỉ này thì tôi đã quyết định là sẽ đi du lịch, đúng không? Otie kakiro hetsumnika? Jeju-do-e kakiro hetsumnida. Jeju-do-e kakiro hetsumnida. Tôi đã quyết định đi gạo Jeju-do. Jeju-do, tôi sẽ viết ra đây cho các bạn. Jeju-do, đây là một hòn đảo rất là nổi tiếng của Hàn Quốc và là một địa điểm đi du lịch phần trang mật. Chúng ta còn lại một cái trường hợp, một cái cấu trúc cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Mùa mùa ninh tông an, tức là trong khi làm một cái việc gì đó. Nếu như cái cấu trúc này kết hợp với một động từ thì nó sẽ thêm ninh ở đằng trước, là mùa mùa ninh tông an. Thế còn nếu khi kết hợp với danh từ thì nó sẽ kết hợp thẳng với tông an mà bỏ ninh. Các bạn đọc ví dụ nhé. 제가 자는 동안 제발 시끄럽게 하지 마세요. 제가 자는 동안 제발 시끄럽게 하지 마세요. 제발. 제발. 제발 시끄럽게 하지 마세요. 제발 시끄럽게 하지 마세요. 네, 조용하겠습니다. 네, 조용하겠습니다. 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 내가 공부하는 동안, xin lỗi các bạn, chúng ta sẽ phải dịch cái cấu trúc, cái ví dụ đầu tiên, đúng không? 제가 자는 동안 là gì nhỉ? Là thời gian trong ngủ. Thời gian trong mà thời tôi gian. Ngủ, trong ngủ. Lúc, trong khi mà tôi ngủ. 자다, 자는 동안. 제발 시끄럽게 하지 마세요. 제발 là gì nhỉ? Làm ơn. Làm ơn. Xin hãy làm ơn. 시끄럽다 là ầm ĩ. Làm ầm. Xin làm ơn, xin hãy đừng có làm ầm ĩ lên. 네, 조용하겠습니다 là gì nhỉ? 조용하다. 조용하다 là im lặng. Im lặng hay là trật tự đấy. Vâng, tôi sẽ trật tự. Ví dụ thứ hai. 내가 공부하는 동안 너는 뭐 했어요? 내가 공부하는 동안 너는 뭐 했어? 뭐 했? 아, đúng rồi. 너는 뭐 했어? Đây là tôi đã sử dụng cái cấu trúc 반말. Khi mà chúng ta nói với bạn bè đó, hay là với người ít tuổi hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng là cái câu là 반말, tức là không cần phải thêm cái đuôi 요 vào cuối câu nữa. 너 공부하는 동안 내가 집을 청소했어. 너 공부하는 동안 내가 집을 청소했어. Đúng rồi. Câu này cũng rất là dễ, đúng không? 내가 공부하는 동안 너는 뭐 했어? Thì là trong thời gian mà tôi học bài thì nếu mà dịch lịch sự là bạn đã làm gì? 뭐 했어? 너 공부하는 동안 내가 집을 청소했어. Là gì nhỉ? Trong thời gian bạn học thì tôi đã quét dọn. Dọn nhà. Dọn nhà. 집을 청소하다. 청소하다 là dọn dẹp. Chúng ta chuyển sang cái ví dụ tiếp theo. 수업에 있는 동안, xin lỗi. 수업에 있는 동안에 전화를 못 받습니다. 수업에 있는 동안에 전화를 못 받습니다. 못 받습니다. 못 받습니다. 못 받습니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 그때 전화하지 않겠습니다. 그때 전화하지 않겠습니다. 수업 là gì nhỉ? 수업 là giờ học. Giờ học hay là buổi học.
수업에 있는 동안 là trong giờ học. Trong khi mà có giờ học thì 전화를 못 받습니다 là tôi sẽ không thể nhận điện thoại được. 못 뭐뭐 못 mà khi chúng đứng trước động từ thì có nghĩa là không thể. 전화를 못 받습니다. Tôi sẽ không thể nhận được điện thoại. 알겠습니다. À, tôi biết rồi. 그때 전화 하지 않겠습니다. Là gì nhỉ? À, khi đó, 그때, khi đó thì tôi sẽ không gọi điện thoại. Ví dụ tiếp theo. 영어를 얼마 동안 배우셨습니까? 영어를 얼마 동안 배우셨습니까? 2년 동안 공부했습니다. 2년 동안 공부했습니다. 영어를 얼마 동안 배우셨습니까? Là gì nhỉ? 영어 là gì bạn nhỉ? Bạn đã học tiếng Anh. Đúng rồi. Bạn đã học tiếng Anh trong bao nhiêu lâu? 얼마 ở đây thì cũng không phải là danh từ, thế nhưng mà nó cũng không phải là động từ. Bởi mà 얼마 nó là bao nhiêu lâu đó, thì nó chỉ là một cái danh từ chỉ lượng. Thế cho nên là chúng ta cũng không kết hợp với nên. 2년 동안 공부했습니다. Là gì nhỉ? Tôi đã học được 2 năm. Tôi đã học trong 2 năm. 이 회사에 얼마 동안 근무할 거예요? 이 회사에 얼마 동안 근무할 거예요? 이 회사에 얼마 동안 근무할 거예요? Là gì nhỉ? 근무하다. 근무하다 là gì bạn? Làm việc. Làm việc. Làm việc trong công ty thì thường người ta dùng cái từ là 근무하다. 근무하다. Nếu như thay cái từ 근무하다 này chúng ta có thể dùng là gì nhỉ? 일하다. 일을 하다. 일을 하다. 이 회사에 얼마 동안 일을 할 거예요? Hay là 일을 했어요? 한 몇 년 정도 하겠습니다. 한 몇 년 정도 하겠습니다. 한 몇 년 정도 bạn là thử dịch cái chỗ 한 몇 년 정도 하겠습니다. Chúng ta dịch là gì nhỉ? Làm. 한 ở đây không có nghĩa là một mà là khoảng. 한 몇 년 정도 khoảng một vài năm. Khoảng vài năm. Tôi sẽ làm trong khoảng vài năm. Cả cái 한 và 정도 này đều là cái tiểu từ phó từ chỉ mức độ. Thế nhưng han thì luôn luôn đứng đằng trước danh từ, thế và trường tô thì luôn luôn đứng đằng sau han, hoặc là nếu mà trường tô này thì chúng ta có thể thay thế bằng cái từ chân cũng được. Han biết nhiên chân hoặc cái gì gì ta cũng có cái nghĩa là như vậy. Khoảng chúng ta đọc ví dụ cuối cùng. 휴가 동안 무엇을 할 거예요? 휴가 동안 무엇을 할 거예요? 무엇을 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 할 거예요? 무엇을 할 거예요? 그냥 집에서 쉬려고 해요. 그냥 집에서 쉬려고 해요. 먼저 휴가라 지금 뭐냐? là ngày nghỉ. Ngày nghỉ hay là như trong tiếng Việt của chúng ta có thể gọi là nghỉ phép. Nghỉ phép cũng gọi là 휴가. Trong thời gian nghỉ thì bạn sẽ làm gì? 무엇을 할 거예요? 그냥 집에서 쉬려고 합니다. 쉬려고 해요. Sẽ ở nhà và tôi sẽ chỉ có ở nhà thôi, chỉ có nghỉ ở nhà thôi. Tôi định mua mua 쉬려고 하다 có nghĩa là định, tôi định là chỉ có nghỉ ở nhà thôi. 그냥 ở đây thì trong tiếng Việt của chúng ta có những cái trường hợp mà chúng ta cũng rất là khó dịch. Còn như trong tiếng Việt ấy thì cũng trong tiếng Hàn ấy thì trong những cái trường hợp mà nó không xác định rõ ràng một cái việc gì đó, hay là ví dụ như là người ta hỏi bạn là mua hoa cô sớm mà bạn nói là cứ nhang ít sớm, cứ nhang ít sớm, tôi không làm gì cả, tôi chỉ ngồi như vậy thôi, không làm gì cả, hay là tại sao lại làm việc đó chẳng hạn. 왜 일을 했어요? 그냥 tức là tôi tự nhiên tôi cứ làm chứ không vì một cái lý do cụ thể nào cả, thì khi đó chúng ta dùng cái từ 그냥.
Trong tiếng Việt thì đôi khi là hơi khó dịch, thế nhưng mà trong tiếng Hàn thì cái trường hợp cái từ này cư nhang này nó được sử dụng khá là phổ biến. Như vậy là trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã học 5 cấu trúc. Thế và những cái cấu trúc này là đầu tiên là gì nhỉ? Momo asumien, yosumien hay là yosumien hata là nếu có thể thì làm việc gì đó, hay là cùng cái cấu trúc này chúng ta có thể sử dụng với momo umien choketta. Và các bạn nhớ là momo asumien hata thì nó sẽ được sử dụng khi mà đề nghị ai đó làm cho chúng ta một cái việc gì đó mà với cái thái độ rất là lịch sự, nhã nhặn. Thế còn cái cấu trúc thứ hai là momo a ơ chi đà, là biến cái tính từ trở thành một cái động từ mà chỉ cái trạng thái, chỉ cái trạng nó đã chuyển sang một cái trạng thái hay là một cái tính chất nào đó. Momo a ơ chi đà là trở nên. Thế và momo ina hay là na, chúng ta sẽ có hai cái cách dùng. Thứ nhất là khi mà nó thể hiện là chúng ta làm một cái việc gì đó mà không định trước, không có một cái lý do gì đặc biệt, hay là trong khi mà nó đứng giữa hai danh từ thì nó sẽ có cái ý nghĩa là hay, hoặc hay là chẳng hạn, mà chúng ta sẽ phải lựa chọn một trong hai cái danh từ đó. Cấu trúc thứ tư là momo hakiro hata, là khi chúng ta đã quyết định làm một cái việc gì đó thì nó sẽ kết hợp với động từ để thể hiện là chúng ta quyết định làm, thể thực hiện cái hành động đó. Thế và cấu trúc cuối cùng đó là momo nin tông an, là trong khi trong thời gian làm một cái việc gì đó. Đó là toàn bộ bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đã hiểu rõ được hết những cái cấu trúc mà chúng ta đã học và có thể vận dụng nó thật tốt vào thực tế. Bài học của chúng ta sẽ dừng lại ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. 수고하셨습니다. 감사합니다.